Thưa quý vị, tại buổi tiếp xúc làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội vào ngày hôm qua 14 tháng 12, cử tri quận Nam Từ Liêm đã đề nghị ông Nguyễn Đức Chung, tân chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bớt chút thời gian đi kiểm tra thực địa về thực trạng ô nhiễm môi trường của thủ đô Hà Nội. Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Nam Từ Liêm phản ánh tình trạng ô nhiễm sông Ngà, sông Nhuệ và đề nghị đại biểu Quốc hội cần quan tâm bởi tình trạng ô nhiễm, nhất là ở sông Ngà đã đến mức không thể chịu nổi. Cử tri đề nghị Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bớt chút thời gian đi kiểm tra thực địa về thực trạng ô nhiễm. Chia sẻ về vấn đề phòng cháy chữa cháy ở các chung cư, tân Chủ tịch Hà Nội cho biết, trong kỳ họp Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố vừa qua, các đại biểu cũng đã rất bức xúc về vấn đề này. Theo ông Chung, đây là trách nhiệm của các chủ đầu tư trong việc giám sát, thi công các công trình. Vấn đề thứ hai có liên quan tới Công an thành phố Hà Nội có hoạt động thu hàng hóa trái cây, hoa quả của người bán hàng rong. Ông Chung giải thích, năm 2015 là năm trật tự văn minh đô thị. Thành phố đã kêu gọi người dân sắp xếp bán hàng trong khuôn viên nhà ở, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và thành phố cũng đã làm rất quyết liệt việc này.